là nước này của Sinh thì cũng có vẻ ok đúng không? Mục tiêu là để chạy đám quân trắng này nhá. Thế còn là Long thì chạy hướng này cũng có vẻ ok, cũng là để mục tiêu là để chạy đám quân trắng đúng không? Ừ. Thế còn là Vũ, Vũ đánh đây để làm gì đây? Lên đất luôn à, đưa thầy. Lấy đất luôn. Ừ. Vậy là Vũ không có quan tâm nhiều đến cái đám quân trắng này đúng không? Ừ. Đấy. Có một chút yếu về khai cuộc nhá. Khi mà trên bàn cờ của mình ở cái giai đoạn khai cuộc mà mình có một đám quân yếu thì mình cần phải quan tâm đến nó. Nếu mà mình không quan tâm thì sao? Mình đi phá đất chỗ khác đúng không? Quân đen tấn công đám quân trắng này thì sao? Thì đám quân trắng phải chạy đúng không? Đúng không? Nếu mà khi mà đám quân trắng này thì chỉ có chạy hướng này thôi đúng không? Mọi người có nhìn thấy chuột không? Đấy. Ừ, chạy theo cái hướng này thì sao? Thì quân trắng có Lấy đất. lấy đất gì không? Không có lấy đất. Mà quân đen thì có thể là mở rộng ở cái vùng này ra đúng không? Sau khi đuổi theo quân trắng thì quân đen có tường lớn hơn, có thể mở rộng vùng này, có thể tấn công quân này, có thể phát triển biên này và có thể lấy đất ở phía trên một cách tự nhiên hơn. Như vậy là đám quân này trở thành một cái con rồng, thành một cái mục tiêu mà rất là dễ để cho quân đen tấn công. Vì vậy nên mình cần phải phòng thủ nhá. Mà ở đây cái cách phòng thủ tốt nhất là chúng ta lấy đất luôn, hiểu không? Lấy như này thì chúng ta có mắt chưa? Thứ nhất là có mắt rồi nhá. Cái thứ hai là có thể tiếp tục mở để lấy đất thêm đó. Và khi đánh như vậy thì cái đám quân trắng, đám quân đen này đã an toàn chưa? Chưa, chưa. Cũng chưa hoàn toàn là một đám quân mạnh đúng không? Đám quân đen này có thể bị tấn công nhá. Nào, ví dụ như bây giờ quân đen mà không phòng thủ đó, quân đen đi chỗ khác, chẳng hạn quân đen vào tam tam này chẳng hạn, thế thì quân trắng có thể là đánh nước này thì sao, thì khó chịu rồi đúng không? Ví dụ như vậy. Giờ đám quân đen này có khó chịu mà đám quân đen này phải buộc phải lấy hai mắt ở trung tâm thì lúc đó là quân trắng cũng đã có lợi thế để lấy những cái vùng đất khác rồi. Vì vậy nếu quân đen ở đây đi trước, quân trắng ví dụ quân trắng đi chỗ khác nhá, quân đen đi trước, quân đen sẽ đi đâu? Đi ở dưới này, đi ở phía căn cứ ở dưới. Nước nào? Rồi R7 này. R7. Rồi, đây. Q Q Q7. Q7 cao đúng không? Rồi, tiếp. Vũ thì sao? À, Long thì sao? Sinh thì sao? Đi đâu? Đi R8 đây hả? Long R7. R7. Tại sao lại đánh R7? R7 vừa tạo căn cứ đen vừa tá căn cứ trắng, với lại nếu mà đánh R8 thì có bị cắt nên R7 nó an toàn. Không đúng, giải thích chưa đúng. Bây giờ nha, so với cả Q7 đi. Tại sao đánh R7 mà không đánh Q7? Đánh Q7 cũng y hệt, cũng đạt được những cái gì mà em nói.
Nào bạn nào nghĩ ra nào? Bạn nào nghĩ ra đánh Q7 với R7 thì khác gì nhau nào? Chẳng lên trên đánh R7 thì chẳng có dựa U7. Đào mắt đường mắt. Tức là đen đánh cao là để ngăn trắng tạo mắt đúng Dạ. không? Thế còn đen đánh thấp thì sao? Chán dễ đào được một mắt ở chỗ đó. Nên nhớ nhá, khi mà mình muốn tấn công một đám quân, không phải là để giết đám quân đó nhá. Mọi người nhớ nhá. Cái quan điểm này là mình luôn luôn mình phải bám sát này. Đừng bao giờ nghĩ đến việc giết một đám quân, mà mình phải tấn công nó để lợi dụng để lấy cái gì đó đúng không? Nào, trường hợp này nếu quân trắng lấy mắt thì con đen có thể đánh đâu? R8 đấy đó. R8 á? Người ta xuống thì sao? Mười sáu. Hả? Q6 Q6 á? đó hay trước đó? Trước đó là đánh nước này á? Sao không đánh đây? Sao không đánh đây? Vậy mình đánh thấp, mục tiêu là để giống như là có nước nối về nữa đúng không? Mình không có quan tâm đến việc là quân trắng có lấy được mắt hay không nhá. Mà là mình vừa tấn công vừa có thể nối về đúng không? Nếu đối phương đánh đây thì mình có thể đánh đây. Đối phương mà không cho mình nối về thì không sao cả. Đấy, ví dụ đối phương không cho mình nối về thì mình ăn đây cũng rất to đúng không? Đó, ăn đây là toàn bộ đám đen của mình là sống rồi, cũng rất to. Còn nếu đối phương cắt ở đây, đấy, thế thì mình cũng có thể là đơn giản lấy đất thôi, đúng không? Không có gì hết. Khi mà mình đã lấy được đất một bên này rồi thì đám quân này của mình cũng sống. Thì lúc này mình chỉ cần bảo vệ phía bên trên thôi là được. Thế còn đánh cao mục tiêu là để không cho đối phương lấy mắt luôn đúng không? Thế nhưng mình không có nối về, đúng không? Mà như vậy là mình không có đạt được nhiều giá trị sau khi tấn công đối phương. Nên mình phải nghĩ đến việc là mình lấy đó nhá. Mình đừng có nghĩ là giết đối phương. Không cần thiết. Rồi. Bài này có ai có thắc mắc gì không? Không ạ. H9 với gì nữa? D8, D8 đâu? D8. F6. F6 đâu? F6. Và cuối cùng là gì đây? D4, D4 này. D4. Rồi, có thủ quan D4 nha. Vậy là ít nhất là có 5 thủ quan đúng không? Thế thì Quan B B9. B9. Đây là quanh vị trí C không? Rồi. B9. Rồi bây giờ hỏi vị trí nào là vị trí mà có vẻ lớn nhất? Cô tính đào ô luôn này. Em cứ biết là làm sao ra được cái thủ quan lớn nhất, thì chỉ hỏi thủ quan lớn nhất thôi. Vậy các em nghĩ B9. B9 là lớn nhất à? Nếu nếu mà hồng kia đất B9 cô luôn cho máu. Rồi.
Tức là không phải đánh C mà đánh B9 này. Dạ. À, rồi ok, không sao. Tức là khu vực này lớn nhất gì? Khu vực CF là lớn nhất đúng Dạ. không? Ừ. Thế còn Sinh với Long thì sao? Ý kiến thế nào? Sinh. À nhất. Rồi, ok. Vậy chúng ta làm A trước nhá. A. Thôi trước hết là thủ quan dễ nhất đi. Thủ quan E này là mấy điểm đây? Một điểm hậu thủ. Mọi người đồng ý hết chứ? Nếu mà con trắng đi trước thì phá được một điểm đúng không? Con đen đi trước thì được một điểm. Thì đây là một điểm hậu thủ nhá. Thế thủ quan thứ hai là thủ quan này đúng không? Mấy điểm? Thủ quan D mấy điểm? Cũng một điểm. Quan D. Không, ăn quân mua 2 điểm chứ, nếu mà trắng đi ăn thì 2 điểm hậu thủ. Trắng ăn thì à, nhưng cái đê đâu cần ăn đâu. Không, để ăn 2 điểm này. Đáng ăn thì Cứ suy nghĩ đi nào, ai cho ra kết quả đầu tiên thì cứ gõ vào chat hoặc là nói lên. hai điểm đi. Hai điểm rồi. Long. Biết tính điểm thu quan chưa? Thế là mấy? Tính điểm thu quan không phải là đen hay trắng đánh trước mà là tính khoảng cách chênh lệch giữa hai bên. Đề không đi. Nếu đen đánh trước thì được bao nhiêu, trắng đánh trước thì bao nhiêu, chênh lệch hai bên là bao nhiêu thì đó là điểm chênh lệch, hiểu không? Trường hợp này khi mà thủ quan E đúng không, đen đánh trước một điểm, trắng đánh trước không điểm thì chênh lệch là một điểm, hiểu không? Vậy nếu ở đây đen đánh trước thì đen được mấy điểm? Đen được 2 điểm. Thì trắng đánh trước trắng được mấy điểm? Không điểm chứ. Đánh không được điểm nữa. Đúng rồi, trắng ăn một quân rồi đen ăn 2 quân đúng không, rồi trắng ăn lại một quân, vậy tổng cộng là 2 trừ 2 là hết đúng không, hiểu chưa? Vậy thủ quan nào lớn hơn, D hay E lớn hơn? Đây lắm không? B lớn hơn. Rồi tiếp sang thủ quan B. Thủ quan B này là mấy điểm? B2. Phải suy nghĩ thế nào nhỉ? Nếu quân đen đi trước thì sao mà quân trắng đi trước thì sao nhé? Nào, làm mẫu nhá. Quân đen đi trước thì quân đen đánh đây đúng không? Vậy là nếu mà trắng đánh trước thì trắng đánh đây thì sao? Trắng đánh trước trắng có mấy điểm? 3 điểm. Trắng chứ trắng có chỗ đó 1 2 3. Trắng đánh trước. Nếu mà đây đánh trước thì đệ trắng không có 2 điểm này đúng không? Hai hai điểm Trắng không có 2 điểm này đúng không?
Giống như là trắng sẽ chỉ về đến đây thôi đúng không? Dạ. Thế nhưng mà đen, nhưng mà trắng đánh trước thì trắng có hai điểm này đúng không chưa? Đen lại 1 điểm. Mà đen lại bị giảm đi 1 điểm đúng không? Đen lùi về 1 ô đúng không? Thì thủ quan này là mấy điểm? 3 điểm. Ừ. Nhưng mà thủ quan này phức tạp hơn một chút nha. Khi quân đen đánh đây thì chắc chắn là quân trắng không đỡ rồi. Đó, quân trắng phải đi thủ quan chỗ khác chứ. Thế thì quân đen có thể đánh tiếp, quân trắng đỡ, thì ở đây là hơn 3 điểm một chút rồi nhá. Đúng không? Bởi vì khi quân trắng, khi quân đen nối vào, quân trắng ăn đúng không? Quân trắng ăn ở đây thì mới là hòa điểm, hiểu không? Bởi vì quân trắng đã bị mất 1 điểm lùi vào đây rồi đúng không? Có phải theo cái hình ban đầu là cái quân cờ này nó phải nằm ở trên đúng không? Quân trắng phải có điểm ở đây đúng không? Thế nhưng mà vì quân đen bẻ ra như vậy nên quân trắng phải ăn được quân này thì quân trắng mới hòa điểm. Nhưng mà đã ăn được chưa? Vẫn còn bị cướp lại đúng không? Thế thì cái cướp này là quân đen có 1/3 cơ hội nhá. 1/3 điểm. Hiểu không? Hiểu rồi. Ừ. Bây giờ cứ chỉ nhớ cho thầy là khi mà bị cướp như vậy là bên nào ăn, bên nào đã ăn rồi thì bên đó có 2/3. Còn bên nào chưa được ăn thì bên đó có 1/3. Cướp thì chia 3 như vậy. Hiểu không? Nào bây giờ trắng, trắng ăn rồi đúng không? Thì trắng đang có 2/3 điểm. Được chưa? Còn đen đang có cơ hội để ăn thì đen chỉ có 1/3 điểm thôi. Cướp là chia 3 như vậy. Cụ thể thì trong cái buổi vào cái buổi học thu quan thì thầy sẽ dạy cụ thể hơn tại sao lại chia 3 như vậy. Còn bây giờ chỉ cần nhớ là cướp là mình phải chia như vậy nhá. Chứ không phải là chia 2 nhá. Chia 2 có đúng không? Yeah. Chia 2 thì không đúng được bởi vì một bên đã ăn rồi mà. Nên là không thể nào mà nói là chia 2 được. Phải là cả hai bên đều có cơ hội thì mới gọi là chia 2. Còn đây là mình phải chia 3 vì một bên đã ăn rồi. Đây, thủ quan này là 3/1/3 nhé. Tiếp, thủ quan này thì sao? Đánh đây hả? Đánh đây thì quân trắng đánh đây chứ. Đúng không? Vậy thì quân đen phải đỡ. Rồi quân trắng đỡ. Đỡ. Thế thì quân trắng có mấy điểm? 2 điểm. Tính đến tính đến đây đi. Nào Sinh nào. Sinh tính ra xem là chỗ này là bao nhiêu điểm đây. Đếm nhanh. Chín điểm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Được chưa, các bạn đồng ý chưa? Rồi, nha, đồng ý nha. Thế nhưng mà thầy giới thiệu cho một Tetsuji, đó là quân đen có thể sử dụng nước. Ví dụ nha, quân đen có thể sử dụng nước kẹp này thì sao? Quân trắng có thể xuống không? Không, đang xuống được này. Đang xuống được này. Thế ai về. Ai bảo không? Được. Ai bảo không? Tại sao không? Nhưng mà trắng xuống như vậy có nghĩa không? Không có nghĩa. Trắng bắt luôn chứ. Yeah. Đúng không? Trắng xuống hay trắng bắt thì kết quả nó vẫn ra nhận, vẫn ra như vậy thôi đúng không? Yeah. Mấy điểm?
Nào, nhớ lại, ví dụ lúc nãy là mình đã hạn chế đến đâu? Thì bây giờ quân trắng có mấy điểm? 6 điểm. Mấy? 6 điểm. Sao lại hơn 6 điểm? 6 điểm. Có cô mà. Cô đâu? À, không, không có. 6 điểm. 6 điểm á? Nào, lúc nãy là mình đã hạn chế đến đâu nhỉ? Đến đây đúng không? Đúng rồi. Đúng nhỉ, mình hạn chế đến đây hay đến đây nhỉ? Đến chỗ đó kìa. Rồi, 6. Rồi, ok. 6 điểm. Vậy là bao nhiêu mục? 3 mục. Hơn 3 mục đúng không? 3 mục. 3 mục này là 3 mục cent đúng không? Yeah. Ừ. Thế nếu mà quân trắng đánh đây thì sao? Cô. Thì quân trắng bị cô đúng không? Trường hợp này là quân trắng không tốt nhá. Quân đen không thể đánh đây nhá, bởi vì quân trắng ăn là không được, nên quân đen phải cướp lại thôi. Nên thủ quan này giống như là thủ quan 3 điểm kiên thủ nhá. Thế thì 3 điểm kiên thủ với 3 1 phần 3 điểm hậu thủ, nước nào lớn hơn? 3 điểm kiên thủ. 3 điểm kiên thủ. Nhớ nhá, kiên thủ thì lớn hơn hậu thủ nhá. Nó giống như là gấp đôi nhá. Rồi, tiếp tục thủ quan ở đây. Nào, đánh ở thủ quan phía trên nào, đánh thế nào? Ép. Đánh ép đúng không? Rồi, đánh ép đi. Chẳng đánh đâu. Trang thì có các ở đề máy này là đề 8. Rồi, cắt thì con đen phải đỡ. Rồi, chẳng đánh thế nào? Còn đỡ đạn không tính là quên. Trang đi xuống. Trang đi xuống. Thế thì làm sao nữa? Lên quân ở B7. Lên đánh B7 làm gì? Còn mình có giết được. Đâu mà không được. Để xin trắng để trắng. Long nói rõ hơn. Đi chín. Đen đánh đó thì trắng sẽ không đánh vô điểm 1-1 được. Vậy thì trắng phải đỡ đây trước đúng không? Dạ. Rồi đen đánh đâu? Đen lấy thủ quan khác. Đen lấy liền. Đúng rồi. Trường hợp này nếu mà đen không đánh thì sao? Đen bị xuống. Thì trắng siết là con đen chết đúng không? Yeah. Mà con đen đánh đây thì bị làm sao? Bị hậu thủ đúng không? Yeah. Nên trường hợp này là mình có thể thủ quan như này nhá. Để lấy tiên thủ đúng không? Yeah. Thì như vậy là mình có thể đi chỗ khác. Sinh có hiểu không? Mình cắt ở đây là để ngăn đối phương thủ quan center. Đó là mình chống được tiên thủ này thì mình có thể đi chỗ khác. Nên trường hợp đây nhá, trắng chỉ cần đi xuống thôi. Đen cũng vẫn cắt như vậy, trắng đỡ. Hiểu chưa? Rồi đen đi chỗ khác được không? Được. Nên là nhiều bạn cắt trắng ở đây luôn là không cần thiết nhá. Mình không, đừng bắt quân vô tội vạ. Có tác dụng thì mới bắt, còn không thì sao? Thì cứ để đó. Để về sau mà ví dụ mình còn dùng cướp hay là dùng cái gì đó thì mình còn có nước để mà đánh.